Trong đầu tư chứng khoán thì kinh nghiệm hay kỷ luật quan trọng hơn? Xin chào anh chị, hôm nay cuối tuần em Tuấn Hưng BPS chứng khoán sẽ chia sẻ anh chị rằng là cả kinh nghiệm và kỷ luật đều rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên trong video ngắn 4 đến 5 phút này em sẽ chia sẻ cho anh chị cách rèn luyện kỷ luật cũng như là kinh nghiệm trong chứng khoán, cũng như cái kinh nghiệm và kỷ luật để khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta đều thấy rằng kỷ luật và kinh nghiệm là đều phải trải qua một quá trình rèn luyện chứ không phải tự nhiên nó có. Nếu nói như là kinh nghiệm thì nó xu hướng tâm lý và bản năng nhiều hơn, thì kỷ luật nó sẽ mang tính chất cứng nhắc, gồm các chỉ số, chỉ báo và anh chị em làm nó thuận tiện hơn. Nếu mà ví dụ như kiểu tình yêu, người ta nói rằng có lý trí và trái tim, thì kinh nghiệm nó thiên hướng về trái tim nhiều hơn, và lý trí thì nó sẽ thiên hướng giống kỷ luật nhiều hơn. Vậy thì kinh nghiệm và kỷ luật nó sẽ giúp anh chị em, nếu mà kinh nghiệm nó không thể nào mà học hành bằng cái kiến thức về kỹ thuật chỉ số được, mà thường phải trải qua quá trình tự đầu tư, tự đúc kết, tự ghi chép lại. Mình lấy một ví dụ về kinh nghiệm, ví dụ như là năm 2020 chúng ta thường xuyên thấy rằng là tính chu kỳ của cổ phiếu, đúng không? Khi quá trình chốt lời, đúng không? Hoặc là những cái vấn đề như là cổ phiếu penny chạy, cổ phiếu dầu khí thường chạy sau, đấy là những dấu hiệu về kinh nghiệm. Hoặc là chúng ta có những cái cách tư duy, ví dụ kể về quản trị danh mục, những mã nào tốt, mã nào yếu, tỷ trọng như nào, thì hoàn toàn đấy là về kinh nghiệm, và bạn phải trải qua những lần chốt lời cũng như cả cắt lỗ đau thương chúng ta mới rút được kinh nghiệm. Nhưng nói về kỷ luật thì nó có nhiều công cụ để hỗ trợ hơn cho bạn sử dụng. Ví dụ như là MACD này, kỹ năng cắt xuống M20 với khối lượng lớn chúng ta bán phải hạ tỷ trọng. Đấy là những vấn đề về kỷ luật nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Và chúng ta chắc chắn sẽ có những lúc mà chúng ta làm không đúng kỷ luật và nó gây những thiệt hại rất là lớn. Và chúng ta quan trọng là phải ghi chép lại, phải nhớ lại những cái lần như thế để là chúng ta không mắc phải nữa. Vậy thì nếu mà nói giữa kỷ luật và kinh nghiệm thì cái nào tốt hơn? Thì mình nói thật là kỷ luật sẽ giúp anh chị em thoát được những cú thua lỗ rất là lớn. Lấy ví dụ về kỷ luật cực kỳ quan trọng trong đầu tư. Ví dụ các phiên giảm với khối lượng lớn cái nền, thì chúng ta thấy rằng có những trường hợp sau đó thị trường sẽ vẫn đi lên. Mình lấy hình tròn và khoanh màu vàng ở đây, đó là gãy nền rũ với khối lượng lớn. Tuy nhiên có những lần mà thị trường giảm với khối lượng lớn thật sự và sau đó rơi một lần mạch, và đấy là những lần mà chúng ta nếu không quản trị sẽ gây ra những thiệt hại cực kỳ to lớn và cực kỳ khó khắc phục. Và chúng ta để hình vuông màu đỏ ở đây, và chúng ta thấy rằng rõ ràng cái tỷ lệ hình vuông màu đỏ nó cao hơn hẳn so với tỷ lệ hình tròn màu vàng. Có nghĩa là cái cơ hội mà chúng ta sai sót, không quan tâm dùng kỷ luật quản trị, không chịu hạ tỷ trọng khi mà có những dấu hiệu rủi ro, thì chỉ cần chúng ta đúng 3 lần, nhưng chỉ cần chúng ta sai một trong những lần này thôi, thì chúng ta sẽ mang một cái thiệt hại cực kỳ lớn. Ví dụ anh chị không bán ở khu vực này thì thị trường cứ càng hướng đây, chắc chắn anh chị sẽ càng ngày càng không dám bán, và cái tỷ trọng tài khoản anh chị sẽ bay mà đến tận cùng. Thì đây là một trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy màu đỏ áp đảo cái màu vàng đấy, kể cả những khu vực này thôi luôn luôn xảy ra. Và thị trường màu sau khi có những biên bán khối lượng lớn nó giảm rất kinh khủng đấy, chúng ta nhìn thấy cái màu đỏ này xuất hiện cực kỳ nhiều với những cây bán khối lượng lớn này, và sau đó một chu kỳ, ví dụ anh chị không bán được cây này thôi, xuống đây anh chị chắc chắn không dám bán, và thị trường sẽ kéo anh chị một lèo, tài khoản bay vù vù và không có khả năng khắc phục đấy, rất nhiều. Chỉ cần anh chị thiếu quyết đoán ở một lần này thôi thì tài khoản anh chị sẽ rơi cực kỳ kinh khủng. Vậy chuyện chúng ta bán sau đó chẳng may mất hàng, chúng ta còn cơ hội mua lại, nhưng chỉ cần một lần sai sót chúng ta sẽ không có cơ hội lấy lại trong một thời gian cực kỳ dài, lên đến nửa tháng, một năm, thậm chí 2 năm. Đấy, chúng ta nhìn đấy. Trời chia sẻ về cách rèn luyện như thế nào là kinh nghiệm và như thế nào kỷ luật. Thì kinh nghiệm anh chị em phải có sổ, có ghi chép, hoặc anh chị phải nhớ rất kỹ các điểm, thời điểm mà nó xảy ra các biến cố. Ví dụ là trước các cú sập nó có biểu hiện gì, anh chị ghi lại và nhớ lại để sau này anh chị trải nghiệm lại. Thứ nhất là về các cái vận động của cổ phiếu, các nhóm ngành đấy nó chạy thì thường có rủi ro hay không, hoặc là cái cảm giác, chính cái trạng thái FOMO mua đuổi của anh chị, hay là cảm giác lo lắng nhưng vẫn cứ không dám cắt lỗ. Thì đấy là những cái mà anh chị phải ghi chép lại. Nếu anh chị không đủ khả năng ghi nhớ thì lần sau cứ gặp cái cảm giác như thế, anh chị sẽ dở quyển sổ ấy ra, hoặc anh chị nhớ lại cái cảm giác đấy, anh chị sẽ có khả năng bán hạ tỷ trọng, giảm thiểu rủi ro. Và đấy là quan trọng nhất, giúp kinh nghiệm, giúp anh chị tồn tại trên thị trường rất lâu. Chúng ta không phải ăn bằng lần mà chúng ta tồn tại trên thị trường rất lâu. Còn anh chị có ăn bằng lần đi chăng nữa, như là ví dụ năm 2021, 2020, đầu 2022, nhiều người ăn gấp 4, gấp 5 lần, nhưng không qua kinh nghiệm thì chỉ cần nửa năm 2022 họ sẽ cháy tài khoản, mất hết toàn bộ lượng lãi và âm ngược trở lại vốn. Đấy là câu chuyện kinh nghiệm. Còn về câu chuyện kỹ thuật, kỷ luật thì không cách nào bằng việc chúng ta chăm chỉ. Việc tìm hiểu một người yêu cũ có vấn đề gì không sẽ khó hơn việc anh chị ngồi ở nhà mở máy tính ra xem lại đồ thị. Chúng ta có thể nhìn lại trong quá khứ có những thời điểm nào, ví dụ như tháng 7 trước cú sập thì có những dòng gì bắt đầu tăng,
có những dòng gì bắt đầu giảm, và chúng ta chỉ chăm chỉ xào đi xào lại, ngồi xem đi xem lại, và chúng ta sẽ có kinh nghiệm và kỷ luật tốt nhất. Thì hy vọng rằng cái chia sẻ ngắn gọn này giúp anh chị cuối tuần vừa uống cà phê vừa nghe, và biết đâu anh chị sẽ ngộ ra một phương pháp đầu tư tốt. Còn nếu anh chị chưa biết thì có thể inbox riêng em theo số điện thoại để trên video, và chúng ta sẽ có thể đồng hành cùng người chia sẻ, vừa đầu tư vừa trao đổi kinh nghiệm, và giúp chúng ta có những cái lợi nhuận tốt hơn trong tương lai nhé.